Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giúp bạn cách làm thức cắt một con chim cây lan như thế này. Mời các bạn cùng theo dõi và làm này. Đầu tiên, tôi chuẩn bị đến nhà 4 cái kết là 20cm. Và bắt đầu nhé, hai bình chén. Nào lắm đi. Sao không biết cái này chấm lên nữa vậy? Rồi này. Mình quay video rồi mới có suy nghĩ này. Nó không có định làm, nó chắc cũng chưa được tới rồi. Vậy còn này, ta chia làm 3. Nâng cấp nó mới thấy được, nên chào em mà mình phải bấm vô chữ nâng cấp đó, nó mới thấy được. Ta tiếp tục cấp 2 rồi, bên Messenger là nâng cấp hết rồi mà. Hả? Bên Messenger là nâng cấp hết rồi. Cái này là phải đóng tiền mới thấy được cái tin nhắn người ta. Nâng cấp. Tháng nhiều tiền á, mã vô mà không hiểu tiền là tiền tôi thì thôi vậy. Để cái lập về phía sau. Còn này, cái cách mình đảo xuống. Liên quan cái tiền một tôi đi. Tiền kiếm được thằng nào mà. Thế không vui vậy đó. Nên chắc nó có nhiều các người ứng dụng hay đó. Ở trên mạng vậy. Thì được chơi nữa nha. Thank you.
Cái bàn đắp mặt trời này. Cái đó ta rất là ngoài trở lại.